Xin chào các bạn. Tám đón Cam Thi, bên ngoài cây si đi mua hoa để làm gì các bạn biết không? Các bạn theo chân bà Tám. Si ra kìa, đó cây si ra, nắng quá. Trời ơi, đội nón đẹp quá ta. Cảm ơn. Này... giống bà ngoại rồi, nữ hoàng anh nè, này nữ hoàng em mà. Cái ngón nón cái này của Dịch Thanh. Cái gì? Dạ. Dịch Thanh cho con hả? Dạ. Dịch Thanh cho bà ngoại. À, Dịch Thanh cho bà ngoại hả? Dạ. À? Con mượn. Con mượn của ngoại không đội hả? Dạ. Tối ngủ được không con? Dạ được. Ngon ngon. Ngon quá. Ngon lắm hả? Giường nó ngon, nằm ok không? Dạ. Yên tĩnh hả con? Con thích. Thích hả? Dạ. Con có thích ở Cali không? Dạ con thích lắm. Con thích lắm. Muốn ở trong Cali but không có tiền. Giờ đi lên. Dạ. Ủa Kép, con qua Kép đi làm. Dạ. Cho nên không ai đưa đi chơi với con hết. Nhưng mà chiều chiều tối con Kép nó về. Dạ. Tối hôm qua thì nó mắc đi ăn tiệc. Thì chắc hôm nay gì Thơ đi Việt Nam làm Cát ở nhà mà. Mà chiều chiều khoảng 4 giờ là nó đi làm về rồi. Con có số của Cát không? Dạ con có. Ủa sao lâu quá vậy ta? Nhờ vậy hai dì cháu mình mới có cơ hội ngồi nói chuyện ha. Dạ. Là con đi nghỉ hè con mới được đi đúng không con? Dạ. Xong rồi về là đi học lại. Uh-huh. Ủa bây giờ là con học lớp mấy ta? Con học lớp 10 hả? Lớp 11. Ồ lớp 11. Dạ. Vậy dạ. Còn một năm nữa là con ra trường rồi. Dạ. 12 là con ra trường. Dạ con sợ, con cũng muốn đi. Con không có muốn. Con không có muốn ra trường hả? Không. Thì sao? Con không có muốn đi ra trường. Con cũng muốn đi ra trường. Yeah. Muốn học trong trường hoài vậy đó hả? No. Actually no. But con buồn thì con thấy con không có stay young. À con buồn là tại vì con không có thấy con càng vàng lớn lên đó hả? Con, con muốn trẻ hoài gì? Con muốn trẻ. Trời đất ơi. Nói vậy dì Thơ làm sao? Ôi dì Thơ muốn trở lại 20 tuổi mà giờ gì đâu có được đâu à. Vậy dì Thơ giống như người khỏe mạnh. Vậy hả? Dạ. Tại vì giờ chưa có già lắm á con, mới có một tí tuổi à, chưa có yếu, vài bữa yếu, về thêm tí tuổi nữa là yếu à. Yếu rồi, già là yếu rồi. À chị Lộc đi luôn hả? Ồ đi cho vui. Rồi chị vô giữa ngồi đi chị Lộc. Đi thăm ông. Đi thăm ông đúng rồi đó. Chị Lộc á, chị muốn đi thăm Đức Mẹ Long Biết đó thà. Bữa nào có dịp á cho chị đi. Không có được rồi, không sao đâu con. Sao? Mình ở đây được. Hello cả nhà. Xong chưa? Mình đi nha. Đi nha má. Rồi. Thơ biết sao? Dạ. Ủa má không mặc quần này đi luôn hả? Má nói quần này ổng ghét lắm. Cái tính hỏi ủa ông nào chứ. Ai vậy? Ba. Ba ghét má mặc cái quần đó. Nên quần gì má? Bó bó hả? Đúng rồi. Đúng rồi, hồi xưa hồi đứa bà má ổng ghét quần này lắm nên phải thay. Ông nói bà mặc gì kỳ vậy? Không cho mặc.
mắc cười á nữa. Con nhớ mới là nghe nói ông á, cái tính con hỏi là ông nào má, tính hỏi mà ủa mặc cái gì đẹp ấy xe nói có đò ông đừng ghét nữa à. Áo đẹp cái chê chê này mặc không đẹp kia mặc không đẹp à. Ba không thích màu đỏ mà mấy đứa em nó khen mà ổng lại chê à. Chồng của chị cũng vậy hả? Ừ, à. Còn má à, bà mấy má ông nói ghen là vậy đó. Ông gì ghen à. Ủa lúc mà ba có ghen không má? Không ghen tù sư vậy à? Trời ơi đi chồng mất rồi đó quá. Trời ơi sư công nhận mà sao già cũng còn ghen á. Ủa sao mà thí dụ trẻ ghen không nói mà sao già cũng ghen? Già trẻ gì ghen là ghen, ghen là ghen, ghen phải chết luôn. Ghen à? Trời tưởng già còn gì đâu. Ghen là ghen à? Cái máu à? Già thì có người yêu già. Trời đất ơi, buổi nào người ta có người theo một buổi đó chứ. Ghen là ghen là ghen từ nhỏ trẻ già gì cũng ghen. Đi đâu cái mắt là lườm cái lườm cái lườm. Cái ghê vậy. Ghen lườm lườm nó ghê lắm. Vậy hả? Ghen thấy sợ lắm. Em với ông Huy ông xã là cũng không ghen nhưng mà mình đi đâu mà mình nắm tay ổng mừng lắm. Trời thì nắm ổng hoài đi mà trời ổng không chịu ở đây nè. Ừ ổng đòi đi gì nè. Ổng qua được bao lâu rồi? Ổng qua mấy tháng rồi đó. Vậy hả? Không chịu ở luôn à. Thì chắc ổng ở đây ổng buồn lắm. Buồn về Việt Nam vui không? Ổng nói sao chị? Ổng nói cho ổng ở đây chắc là ổng chết điên, chết sớm. Rồi ổng có bắt chị về chung với ổng không? Bắt á. Nghĩ hả? Kêu đi về đi. Ổng nói chị Lực là về à, ổng về rồi chị gửi tháng 200 được rồi. Đúng không chị? Ừ. Ừ thơ, hồi sáng ăn pate thử rồi, lần đầu tiên ăn. Ngon lắm. Ờ chị Lực với má ăn má nói sao kìa? Sao má? Ngon má. Ngon. Ừ. Má nói cái kia ăn nó hôi mùi má mùi pate con này không hôi mùi heo. Trời ăn nổi mà mệt. Ăn coi như là vét láng o luôn á. Mệt bách luôn á chị hả? Ủa, nguyên hộp hết luôn hả? Đâu có muối. Múc ra ngoài hả? Đúng rồi. Là còn đúng không? Rồi cái mình hâm lại. Nhưng mà lúc chưa hâm là nó cũng mềm, bỏ tủ lạnh mà nó vẫn mềm ha. Tủ lạnh ăn chứ bình thường không có hâm, ăn lạnh luôn, đem từ tủ lạnh ra ăn luôn. Ừ. Nếu mà muốn nóng thì hâm lại tí thôi. À. Thường thường là bên nhà tôi ăn là để lạnh ăn luôn. Yeah. Rồi nướng bánh mì nóng cái mình chép pate lên ăn luôn. Được. Ừ. Má nói pate nó ngon hơn ngoài bán, ngoài mà trong cái hộp mình mua vậy đó mà nó không ngon hả má hả? Ừ. Cũng mừng cho ngon á, cái đó ngon á. Mừng mừng cho Mạnh Cương à. Nó cũng hy vọng là thành công à. Rồi mình bây giờ mình mua hoa thì à, kéo cái kiến hoa xuống thì để mua cho thôi để mua cho chứ thơ thăm ba hoài á. Giờ thi qua đây phải mua hoa nè, đem hoa thì chịu chọn hai cái bó hoa cho ông Đức Tiến bó à. Kêu người ta cắt nhiêu đây là thi kêu người ta cắt bớt cái đít nhiêu đây nha. Cái đít đó à, à. Cắt nhiêu đây cái nào à, hỏi chị á. Má ngày qua ngủ được không má? Ừ ngủ được. Chị Luật ngủ được không? Được em. Ngủ ngon hả? Ừ, tối má không có ho. Ồ tối má không ho nữa là mừng quá rồi. Hai bó, một bó cho ngoại, ông ngoại cho bó cho Đức Tiến. Đây em gửi cho chị đẹp. Dạ, cảm ơn nha. Đây, đây, mấy bó vậy? Hai bó. Hôm nay thi trả tiền. Tuần này được cam thi trả tiền. Con còn một tuần nữa là con ra ba một tuần nữa là con đi Việt Nam rồi má. Ủa tuần sau là thứ năm con bay à, sáng thứ năm con ra, tối thứ ba năm con bay.
Trời ơi, quay trái cây đã quá. Trời ơi, đủ thứ loại á. Ừ, quay cho mọi người ở North Carolina nhìn thấy à, mê luôn à. Ừ, cho biết. Ừ. Nhiều người ước ao qua Cali lắm, chưa được á, Cali mà nếu mà không có gia đình đây là cũng khó đi quá. Cái clip review pate của Mạnh Cương là bên kênh của Cam Thi Family nha. Cam Thi Family. Ai mà chưa có sub kênh Cam Thi Family thì vô sub ủng hộ Cam Thi nha. Cam Thi ở North Carolina đó. Cảm ơn fan của chị Tám. Nếu mà ai chưa biết thì giờ biết. Biết và ủng hộ. Cam Thi Family nha. Gia đình Cam Thi. Có một ông chồng và hai đứa con. Quảng cáo luôn rồi. Nói tuổi ra luôn đi. Thôi nói nữa thi, không cần tuổi. Năm nay 20 tuổi. Mà có hai đứa con. Hai đứa con và một ông chồng. Và đứa con á cũng 20 tuổi luôn. Đứa con 20 tuổi. Còn cây siêu nhiêu? 16. Suku. Lại hỏi cái cây si ngủ ngon. Ngon ngủ ngon. Con thích lắm. Nó thích ở Cali kìa. Nó nằm phòng ông ngoại mà nằm chỗ của ông ngoại. Trời ơi vậy mới ghê. Nhưng mà không có nằm mơ. Lúc mà ông ngoại mất á thì nằm mơ. Mơ quá trời đó. Mơ như thiệt luôn mà. Còn giờ hôm nay chắc ông ngoại đi rồi. Ôi ở trên đó chơi vui vẻ rồi. Có một người fan á nằm mơ thấy ông ngoại nói sao phải không? Ông ngoại đi, năm nay ông ngoại đi luôn. Ý là chắc đi lên trời rồi. Với Chúa luôn. Còn lúc mà mới mất á thường cũng lưu luyến thì còn ở dưới Trần gian để coi mình sao phải không? Gia đình thì nọ đi, còn lưu luyến con cháu. Đúng rồi, dạ. Nên mấy đứa nhỏ nó thấy ông ngoại quá trời luôn, đứa nào không thấy á. Như đa số là thấy đó. Con chị Linh rồi hai đứa con của em đều thấy hết á chị. Chào quá, tạm biệt. Rồi lúc trước thấy ba quá trời thôi. Ba viết nguyên một lá thư luôn á để mình đọc á. Ý là fan này nọ chào tạm biệt rồi nói vậy chào tạm biệt quý vị. Hồi đó ba lên YouTube thôi nhiều lắm mà. Rồi ba đi không một lời từ giả. Nên thành ra ba thì thích viết nhà giáo mà hay viết thơ. Hồi đó qua Mỹ á, trời ơi ba viết thơ hả, cũng 2-3 tuần mới đến á, cũng như gửi thơ cho mình á. Ba viết trời ơi tình hay lắm, mà ba viết thơ nhanh lắm, xíu thôi là mấy trang rồi đó. Hồi đó ba có viết thơ cho má đó, má nhớ không? Má nói trời ơi viết quá trời thơ. Nên thành ra ba mất cái mình nằm mơ là lá thơ của ba viết cho tất cả mọi người bà con gần xa rồi fan trên YouTube này nọ đó. Mình đọc trong giấc mơ mình nhớ lúc đó nghe mà giật mình dậy mình nhớ ít lắm. Ý là chào tạm biệt đại khái là nguyên một cái câu cuối, mình nhớ có câu cuối. Các bạn ai chưa biết thì Tám nói luôn, Thi đây gọi có biệt danh là Thi Mơ. Thi Mơ. Thi hay mà giờ đỡ mơ. Giờ đỡ mơ. Đỡ Thi Mơ hoài. Quá trời. Thi hay mơ lắm, thấy này thấy người kia, thấy cái điềm đã báo trước nữa, hồn nữa, thấy linh hồn luôn. Có thấy những gì mà nhiều lúc chú muốn báo trước cho mình á, thấy nhiều lắm. Thì anh có Mỹ chứ. Đó. À đúng rồi, đúng rồi. Là thấy hoài. Chú cũng báo trước. Chú báo. Ghê nhất là cái chuyện mà anh quen. Cái chân nó nhớ không? Thấy rõ luôn. Thấy rõ luôn. Thấy ủa sao đưa cái chân gì kỳ kỳ nhớ cái không? Chân giống như chân giả, cứ khúc gỗ ở dưới luôn. Trời ngay bên chân chân đó luôn, ở chân phải luôn. Mà nói chỗ sao kỳ vậy? Tự nhiên mới thấy anh qua anh đi bình thường. Lúc đó ông chưa có coi chân. Coi lại mấy cái clip trước mới thấy. Mới nhìn đi. Thì đó, lúc đó thời mình đó. Mình nhiều lúc cũng phải tin giấc mơ giấc mơ đó là cái điều đó báo trước luôn đó, chứ không phải là nhiều lúc là thiên thần bạn bè, đúng rồi. Báo cho mình biết để mình yên tâm gì thương mình á dù gì đó ghê quá quá bé như tụi trẻ. Mình phải tin giấc mơ vậy. Thánh Du Xe là cũng thấy đó, thấy trong giấc mơ mà thiên thần tới nói là thôi, giữ đức mẹ lại đó, nói tiếng dịch ra mà.
Rồi đã tới ông ngoại rồi đây. Rồi, chúng rồi, ta đã tới ông ngoại rồi đây. Ủa chị Luật, lần đầu tiên chị đi ra nghĩa trang của Mỹ đúng không? Đúng rồi. Quá trời luôn, nghĩa trang Mỹ quá trời đẹp luôn. Giờ rồi. Mới thấy. Má tưới cây cho tưới hoa cho ba kìa đó. Ok, rồi mình tháo bông ra mình cắm vô. Cái si cắm cho ngoại đi con. Rồi ba, hôm nay chị Luật là người mới của chăm sóc cho má đó. Chị muốn ra đây để chào ba nè. Rồi ba nhớ phù hộ cho chị, gia đình chị bình an. Con gái bình an. Đó, ba phù hộ cho con gái chị. Chị muốn ra xin, ba nhờ ba xin Chúa. Chúa cho con gái được bình an. Ừ, cho con gái chị được bình an, gia đình chị được bình an. Rồi cho chị sức khỏe để chị chăm bà ngoại cho tốt nha. Ba cười nha. Má nói gì, má nói gì vậy ba? Má ơi, má nói gì vậy? Anh vui nè. Con nó cùng thăm anh đó. Ba sướng quá à, có thơ ở gần đây. Rồi thăm, má cũng thăm thường xuyên với ba. Má đừng có khum qua chừng má bị đau, đau lưng, chân đó má. Được rồi má. Ăn chùi cho má. Ừ, thi chùi. Nước đây này. Tuần sau thứ năm mình ra một bữa nữa ha. Ừ. Ủa, trước khi thi về không? Ừ. Ra một bữa rồi tuần sau rồi thi đi nha. À. Đi thứ năm hoặc thứ sáu gì đó. Nha. Tuần sau nữa thì đi rồi thi về là bà Tám về là bà Tám lại đi. Sẽ à. Ba ơi, con nhớ ba, ba ơi con qua đây thăm má. Nhớ ba. Hộ độ cho con. Ông ngoại xin Chúa. Con hứa làm cho con gái nha ông ngoại. Con tên là Quỳnh Thị Luật. Ừ. Mới vô làm cho bà ngoại mấy ngày? Ngoại. Mấy ngày rồi? Được gần một tuần. Ủa? Lẹ dữ vậy? Má cười kìa. Một tuần rồi đó ông ngoại. Ừ. Ngoại phụ đổ con gái con nha ngoại. Có chuyện gì hết xảy ra ông ngoại ơi, con có đứa gái một à, ông ngoại xin Chúa nha ông ngoại, xin Chúa cho con gái của con được sống hết bệnh nha ông ngoại. Con của chị đang bị ung thư á ba ơi, nhưng mà hy vọng là sẽ được chữa rồi. Được rồi má ơi, rồi mình đọc kinh cho ba nha. Ừ. Kinh cho ba đi. Chẳng lẽ Đức Tiến có bia rồi ta? Ôi, cái gì có bia lẹ vậy? Khoan để coi có lộn không? Ôi, có bia hả? Ôi, ôi lẹ dữ ta. Ôi, Hoàng Đức Tiến có bia nè. Nhưng mà chưa có hình. Ủa, sao có bia mà chưa có hình ta? Có bia mà chưa có tên, có hình. Quá, wow, hay quá ta. Ủa, nhanh quá ta. Ủa, nhanh quá má. Ủa, sao nhanh dữ vậy? Mộ Đức Tiến ngày đây là hả? Dạ, mộ Đức Tiến. Mới chôn đây mà sao cái này nó ấy rồi. Mất tiền cho nên người ta hả? Hello, em Đức Tiến. Chị rất ngưỡng mộ em. Cái phim mà Xin Lỗi Tình Yêu là cái phim đầu tiên mà chị được coi và rất là thích, thấy em đóng hay mà dễ thương lắm. Ở ngoài đời cũng vậy, gặp ngoài đời rồi Thơ ha. Trong YouTube của Thơ quá dễ thương. Wow, có hoa ha nè, có hoa. Thôi nè, đây mình để hoa vô đây đi. Mình chưng hoa vô cái mình để hoa vô đây đi. Lấy cái này ra này. Không, cái này để của người ta để má ơi. Nào rồi.
mình đổi một bên hả? Ừ, mình để một bên đi. Kệ bỏ mày cho mẹ. Có ai bên đèn hả? Lấy nước nữa. Mình đâu có đâu. Không, cái này mắc lắm má ơi. Cái này mắc hơn. Tại vì ở đây nó giống nhau nè má thấy không? Bộ nào cũng có hai cái bình, còn bên mình không có. Chắc mắc tiền ta làm. Lấy cái bình đổ nước vô. Lấy cái bình lấy nước đổ vô rồi mình cắm ha thay. Ờ cắm trước cũng được, đổ nước sau. Cái bình con đều đâu rồi? Cái bình trong xe á, trong cốp xe. Đó, ông Tức Tiến hôm nay cầm thi tới cắm hoa cho ông nè, đó. Gặp Đức Tiến phải mấy lần cha? À lúc mà 1-2 lần. Gặp Đức Tiến cũng cái lần mà ở nhà thờ với lần mà anniversary của ba má đó nhớ không? Là thấy Đức Tiến rất là dễ thương. Không biết Đức Tiến nhớ thi không? Không biết. Thì vào tám có nhiều anh chị em quá, mình Đức Tiến thì chắc không có nhớ rồi. Làm sao lấy nước? Lấy nước nè, để mở cửa của chích cha. Ra lấy nước bỏ vô. Nãy giờ bấm mà không có quay. Nãy giờ quay mà không có bấm chứ. Không, bà tám giống Mạnh Cương á. Bữa nói đã. Ủa nãy giờ chưa quay cái chạy nhớ không? Má đứng sát vô con chai dầu cho má nè. Trời đất ơi đọc kinh. Hôm bữa má đi thăm Đức Tiến á. Má tới má thắp nhang cái má quẹo đi má đấy. Ủa quên tới thăm sát. Cái lát chút nữa má mới quay lại. Đọc kinh ha. Cha và con thánh má lần đầu tiên ra mộ ông Đức Tiến đúng không má? Mình toàn thấy trên YouTube thơ thôi. Giờ mới thực sự đứng trên đây mà đến thăm em. Cây Si biết chú Đức Tiến không? Không biết. Nhưng mà bữa nó thấy nó biết YouTube đó con nhớ không? Dạ con nhớ. Nó thấy thấy Thi coi nè ha. Cái nó cũng nhìn nó nói trời ơi trẻ quá rồi đó. Coi. Nó thấy mặt của chú á. Thôi tụi tôi đi về nha ông Đức Tiến. Nhà tôi đi về nha. Về nha Tiến ơi, về nha. Chị ra luật sinh ông Đức Tiến nói ông Đức Tiến phù hộ đi. Anh Đức Tiến mới mất linh lắm, xin đi. Em phù hộ độ cho con gái chị là Chiêu Diễm Kiều. Năm nay 37 tuổi, còn trẻ quá ha. Cháu bệnh mà ung thư máu. Em về trời em xin với Chúa cho con chị được bình an nha em. Nha em, Đức Tiến. Sớm khỏe lại. Cho con chị được, được chữa lành ha, được chữa lành chị ha. Được chữa lành nó có Đức Tiến xin Chúa được á. Duyên lắm mới đến mà. Dạ. Đến đây mà viếng mộ em á. Chứ dễ gì người Việt Nam mà qua đây được mà viếng mộ em. Chị mới qua nhưng mà biết em mà mất quá sớm mà đến cũng đau lòng thương tiếc nghe em. Rồi chào ông nha, chào ngủ ngon nha. Ngủ ngon đi em. Bye ông nha. Về với Chúa đi em. Đây. Trời ơi bất ngờ ghê, mới thấy ông có cái bia mừng quá trời luôn, quá trời nhanh. Nhưng mà không biết khi nào có cái chữ tên của ông trên bia đây. Thì mình đợi đi ha. Nãy giờ mình đi ăn phở qua sang nha. Cái cây xin ấy con thích ăn phở. Con thích đó bạn. Mà nó khoái phở rồi bữa má với chị Luật nấu bún riêu nó cũng ăn đó. Nó biết ăn đồ Việt Nam là mừng rồi. Tối nay đi thâu một bữa nè. Tối qua đi sinh nhật là nghỉ thâu một bữa rồi. Tại vì tranh thủ để sắp về Việt Nam rồi, thâu cho xong. Rồi ở đây anh Tân ảnh Miss nè, thâu ở đây nè, trời quẹo đây là tới phòng thâu. Tân ảnh Miss này kia xong rồi mình mới làm gấp quá hả? Cho nó xong. Nhưng mà tính là tháng 10 này là ra mắt nè. Ra mắt album nè. Tháng này má hỏi anh con má. Con có về, con có đi Việt nha, hôm nay con đi. Đi mà. Má, đi, con đi thì má đi, còn con không đi má không đi. Má muốn ăn theo anh Quang. Nói
anh Quang mà đi má mới đi. Mất cả đi xong bắt đầu là xe lăn trong đêm, nó kéo xe nào là kéo xe nào. Hai chiếc wheelchair luôn hả? Hai chiếc xe lăn, thằng nào đi với má mà hai chiếc rồi sao? Hôm qua cũng hát bài đó. Vậy hả? Rồi, của thằng Quang nói má trong đêm nó biết luôn. Xe nào là kéo xe nào. Anh Quang vui má. Anh Quang nói cái gì thì... cái má cười hắc hắc. Chọc má. Mà nhớ hồi xưa đi chuyến ở Việt Nam á, gọi là xuyên ba ấy gì đi đâu ta, đi tỉnh lưu diễn, lưu diễn các tỉnh á, là anh Quang nói gì là thôi cười cười ngắt ngán nữa, mà coi như là thích thích ảnh hài hước nè đó. Đó là thơ yêu coi như là say đắm luôn á. Giờ còn nhớ luôn. Thi là nhân chứng của tình yêu đầu tiên nữa. Tình yêu đầu tiên của... Các bạn nào chưa biết đó là giờ kể cho các bạn biết nha. Thi là nhân chứng cái ngày đầu mà 8 giờ Lê Quang gặp nhau đó. Thấy anh Quang ngay từ thở đầu luôn á. Dạ, nhà mình không ai thấy hết á. Chưa thấy luôn phải không? Ảnh thì tóc dài mà ảnh ốm. Mà cũng thích ảnh lắm đó. Trời, ảnh nói ra gì là cười. Thi cũng thích Quang á. Giống như là cũng mến á. Đúng rồi. Như, trời, ảnh lúc mà mình nói chuyện mình mới máy đúng không? Đúng còn rồi. Mình nói đầu mình đâu có ảnh có cái duyên anh nói. Bởi vì thơ mới bị cú sét ái tình á. Má biết không má? Má nhà má đâu biết gì đâu. Mà hồi đó đâu có phone điện thoại vô thơ. Cái mình phải viết thư á. Thư gửi về lâu á. Nội mình viết thư cái mình về gần về nhà thư. Thư mới tới. Thì nó khóc quá trời luôn. Tại vì không có liên lạc nó được. Nó đi theo nó dự chị nó. Mà cuối cùng chị nó còn bị không qua dù. Trời ơi, con giữ. Hồi xưa má là cho hai chị em đi chung để đừng có bị ai dụ. Đúng không má? Má con Thơ nó đi một mình không được, bắt Thi phải đi theo giữ. Thi thì nhỏ hơn Thơ giữ hai, sao giữ hai tuổi. Sao dính năm luôn. Dính tới giờ luôn mấy chục năm à. Trời, kỷ niệm á. Mà lúc đó Thi nhỏ xíu đâu biết gì đâu ha. Chắc lớp 8 à. Thi đâu có biết là anh Quang chọc cười này kia. Có chứ có không? Trời ơi, anh vui lắm. Mỗi lần anh nói gì là cười. Anh có duyên. Anh hài hước vậy đó. Thi cũng cười à, đúng rồi, cười. Nó cũng biết rồi mà à. Nó lớn rồi chứ bộ đâu phải nhỏ xíu đâu. Ngồi giặt đồ khóc. Tại vì á, mình nhỏ mình đi xa nó cực á. Rồi ngủ quá, bữa tối bị mũi cắn quá trời. Lúc đó Thi như tuổi lớp 8 chắc là chừng 16 hả? Không, 14 3. Cái gì 14 chẳng lẽ bà 8 16. Ủa? Yêu bà 8 nhiêu? Lúc đó là 20 rồi, Thi 18. 20 à? 20 hay 21 gì đó. 20 hoặc là 21 tuổi. Lúc đó là đi hát là khoảng 19 20 tuổi rồi. Chắc 19 quá à. Là nó đang học mới lớp 9 lớp 10 đang thi lên cấp 3 là thi khoảng 17, thi 17 18 gì đó. Cũng lớn rồi mà sao cứ nghĩ Thi lúc đó còn nhỏ xíu vậy trời. Hỏi có biết cười không? Có biết anh Quang hài không? Tưởng tưởng đi show tỉnh là chắc được ở khách sạn này kia không? Ai nhà đó ở nhà dân không à? Tới đâu là ở nhà dân rồi đó. Tới đâu là ở đi nhà xe đò hả? Cái đi cái đường nhỏ nó lọt nguyên một cái bánh xe xuống luôn. Muốn xém lực cái xe đò luôn, thấy ghê luôn. Ghê vậy? Huống hồn nhớ nhớ là bị bẻ bánh xe cái mình vô trong cái đi văng vừa bẻ bánh xe nữa. Vừa hai thứ luôn. Lần đầu tiên đi vào cái lưu diễn nhớ đời ha. Lần đầu tiên cũng như là cuối cùng luôn á. Không mà cái ra trải nghiệm cũng vui. Vậy nhờ vậy mới biết là đi lưu diễn là như thế nào. Chứ đó giờ có biết lưu kỷ niệm ha. Nhớ bị rớt cái chân xuống cái lỗ khăn gấu không? Cái sàn xương gấu vậy mà nó mục quá. Chắc gỗ bị mục. Rồi thơ mang guốc cao như đây nè. Nhảy lọt nguyên cái chân xuống. Lọt nguyên chân xuống. Chạy luôn à. Chạy. Như té phục xuống không? Thọt nguyên chân xuống rớt cái chút chiếc guốc xuống dưới đó luôn. Phải lòn xuống dưới sân khấu lụm chiếc guốc lên. Trời ơi. Trời
té xuống xong rồi đứng lên nha, hát tiếp. Chân cao chân luôn. Thấp gì đó. Cũng trầy chứ, trầy chân á. Trời ơi, cười quá. Mà người ta đông quá hả? Nhớ mũi chích. Hồi đó hiếm có ca nhạc á. Cái người ta đi coi đóng nghẹt à. Chắc cả mấy trăm người luôn hả? Cũng đông. Mà tới tối thui hả? Sân khấu đâu có ánh sáng. Rồi đâu có tiền đâu. Tiền có chứ má. Má nhớ ơi, đi lưu diễn mà không có tiền. Lúc mà có tiền dạ thì bầu xô ta trả má. Có tiền thôi mới đi chứ, lại đi không tiền mới đi chứ. Ông quan hả? Ông đi đàn, ông có tiền nha, ông bỏ vô cái giỏ của ông á, dục cho nó cả đống luôn gì đó. Ông bỏ ở đó, ông không có đếm. Rồi nhớ là vậy thôi. Nhưng mà tại lúc đó đâu có quen thân gì đâu mà giữ tiền ổng. Thấy ông bỏ tiền vô cái giỏ đeo. Hồi đó cũng bán vé chứ. Trời ơi, nhưng mà rẻ lắm, nên người ta đi đông quá trời đông luôn. Hát ở bên đây, ở bên Việt Nam. Dạ, ở tỉnh á chị. Lưu diễn các tỉnh á. Đi các tỉnh á, đi Cam Ranh, Cam Lộ nhớ không? Cam Ranh, Cam Lộ mà cái kêu giới thiệu Cam Thơ cái ta cười quá trời đó. Tại mình đi xuống tỉnh Cam Lộ. À, cha Nhân nói kỳ này đi làm từ thiện ở Cam Lộ nè. Ngay cái địa điểm mà hồi đó mình đi lưu diễn luôn á. Thôi về Việt Nam kỳ này có đi không? Có kỳ này có tới Cam Lộ đó. Rồi tới đó cái à, con Cam Thơ chắc người ta cười tiếp. Cái tỉnh Cam Cam Lộ, Cam Ranh này kia đó. Chung quá. Vui quá hả? Dạ. Đi ra đi khổ lắm đi. Dạ. Thấy nó nửa đêm mà nó người ta về ta ngủ, nó đi trên chiếc ga chiếc tàu gì đó. Trong trên mình cứ sợ nó té xuống sông. Mới coi cái vụ đi từ thiện á, đi từ mà thiện Kiên Giang. Sao rồi vậy đó. Đi ghe. Mà thấy Thơ cũng khỏe thì có về cái bắt đầu đi liên tục luôn. Đúng rồi, nó khỏe. Trời ơi, không nghỉ ngơi, sáng sớm là phải đi phải không? Rồi Trung cũng giỏi ha, nấu ăn đi rồi. Chỗ đúng. Này quá chỗ kia. Phải tranh thủ chứ cho nên mọi phát người ăn phát quà cho người ta. Mọi người ta cũng cầu nguyện á, nguyện cho mình có sức khỏe. Mấy người nhà còn nít tàn tật lâm ha. Mấy người già sao người ta bị bỏ vô đó vậy Thơ? Thì không có con cái gì. Thay vì đi ăn xin này nọ thì người ta cho vô đó có các sơ nuôi các sơ tốt chắc quá ha. Thấy mấy sơ tội vậy không sao. Kỳ này cha Nhân chỉ một cái chỗ trẻ em khuyết tật mà tội lắm. Hát rất là tội mà không có ai tới thăm, không ai tới cho. Tại vì cái vùng đó nó không có được ai tới thăm nhiều cho nên không ai biết đó. Cho nên cha nói nên tới đó thăm rồi giúp đỡ ở đó. Tại vì những cái chỗ người ta thăm nhiều thì đỡ rồi. Có nhiều nhưng đồ. Mà có nhiều chỗ không hẻo lánh thì đỡ chứ. Đi đến những chỗ mà người ta thăm ít đó. Tại vì mấy chỗ người ta thăm nhiều á thì đã biết bao nhiêu người rồi. Kỳ này Thơ dự định là đi bao nhiêu chỗ? Có lên chương trình chưa? Lên chương trình rồi mà chưa có đếm bao nhiêu chỗ thì cứ việc đi thôi. Còn tiền là còn đi mà đi hết tiền thì hết đi. Có tới Cha Linh nữa không ha? Không, công tâm xa lắm. Ngắt má rồi cho con Thúy trăm ngay con. Dạ. Có tới Thúy không? Có. Cái chỗ Thúy. Mà ba rất là mê. Muốn giống như giúp cái chỗ đó phải không? Chỗ Quảng Trị á. Là chỗ mà mộ của ông ngoại á. Mộ ông ngoại mình đó. Vậy thôi, tới đó được không? Có tới gần Đức Mẹ La Vang luôn mà. Có gì giúp với Quảng Trị ha. Gửi Thơ tiền giúp đường. Hồi Tết á thấy Thúy quay mấy đứa nít á cho đồ ăn, trời ơi nó khoái lắm, tẹo quá mà nó nhìn nó thèm á. Thấy tội ha, như đó nghèo ghê. Quảng Trị thì hay lục lọi tội má ha. Con bữa kỳ đó con về con cho cái cụ già ở ngay chỗ mộ ba đó má. Là cho 500.000 thôi đó. Tiền Việt Nam á mà mừng lắm. Nói là trời ơi cái này là ăn một tháng á. Bởi vì bên đây mình ăn một tháng á cho nhiều quá. Mình tiết kiệm, ví dụ mình chút xíu đi, mình không có mua cái áo đó đi chị. Cái mình để dành cái tiền đó mình ta cho người ta ăn cả tháng ha. Mọi người lắm cho nên mỗi người góp ít góp gió thành bão. Cho được nhiều người tội. Thơ
có cái YouTube rồi làm biết bao nhiêu bác ái là đưa đến mọi người là có cái điều kiện để giúp đi. Chúa sai đâu làm đó, là giúp quá trời cha sơ. Hay ha. Hồi sáng nay có một chị ở tiểu bang chị Hoa có giúp cho cha 500. Yeah. Nói là đợi 8 đi Việt Nam xong rồi cha còn đây nè, cha Nhân á. Rồi ngày hôm qua có một cái anh cũng ở cách bà Tám nửa tiếng á, ảnh đến ảnh gửi 800, ảnh nói là nhờ Tám đem về cho các cha. Ừ. Ảnh ghi danh sách ra hết, cha nào mà ảnh mới đòi ảnh nhắn là ảnh là fan cho ảnh địa chỉ, mà ảnh nói là ảnh là fan bà Tám, nhưng mà nếu mà bà Tám là bà Hai á thì là 200, nhưng mà bà Tám là bà Tám cho nên ảnh gửi 800. Hên quá, số 8. Tiếu giống như là kiểu hài á. Ảnh nói là cho nên cho 8. Tại vì bà Tám cho nên là tôi mới gửi 800. Nếu mà bà Tám là bà Hai á thì tôi sẽ gửi 200. Đúng rồi. Cười trời. Tới phở hoa xoăn. Ở đây đông quá ha. Ok, chị Luật cũng lần đầu tiên ăn đây, nhưng mà gia đình thì ăn đây thường xuyên. Cho bóp dùm anh chị ơi, kể từ đây anh không còn sợ cô à. Đơn vì bên anh đã có em rồi. Em sẽ đưa anh về tận Quy Nhơn để anh được làm thơ mà cả cùng trăng vàng. Hay quá. Mốt má buồn buồn cái chỉ trả lương cho bác gì. Ru má ngủ. Má khỏi mở. Mở ai má. Má muốn nghe cả lương về con hát cho má nghe. Chừng nào má khó ngủ á, chỉ hát vài câu đi má ngủ hả? Đây tái bầu viên bên này, không của chị Luật, gân bầu viên đây, bà Tám ăn gân bầu viên, ôi thơm quá, gân bầu viên, tái bầu viên, cay xì, phở gà bà ngoại, trời ơi thơm quá, phở gà, hoa sen. Tiết hột gà đúng rồi đó, có sẵn đây nè má. Má ăn miếng hành đi má. Nghe có nghe chị Kim kể là chị Kim coi một cái kênh YouTube nào mà từ Việt Nam qua á, rồi đi vòng vòng review đồ ăn ở Mỹ nè, đi đủ thứ bang đó, cái ghé phở hoa xoan, cái chị Kim nói trời ghé phở hoa ăn kìa, xong để mình coi người ta ăn sao, cái người ta ăn người ta khen quá trời, người ta nói là đi rất là nhiều chỗ phở nhưng mà chỗ này là ngon nhất. Vậy đó. Ừ. Cái cơm đó đó. Đó là thật sự đó. Người ta đâu có biết. Người ta đâu có, người ta đâu có gì, ta đi Việt Nam mà ta du lịch đó nguyên gia đình luôn. Đó cái cơm nhiều của chị Kim đi coi á. Cái chị kể mình nghe, cái nó ủa vậy hả? Hay ha. Người ta đi vòng vòng tới đi ăn ở đâu ta cũng review. Rồi đây là tô của KC. À cũng sạch luôn rồi. Thì còn ăn chưa ngoại còn ăn con đớt à, con bớt đâu răng rồi, con bớt rồi, giờ con ăn bình thường rồi. Vậy hả? Sao hết không biết, ai biết tự nhiên nó đau đâu rồi, nó nhỏ mấy cái thôi mà đó, con đâu có nhỏ đâu, không chưa làm gì hết á má, hôm bữa đau dai á, không giờ cũng hết rồi. Ờ. Tự nhiên nó hết nằm hay. Năm bớm thì ráo đâu. Tập á, cũng tập mấy cái đó. Cho nó giãn cái cơ ra. Tự nhiên nó hết nào cũng hay. Thôi là nhiều cái lắm, bữa bị cái gì, cái cục hạch gì, bú hay hạch gì đó. Nguyên cục cái cũng hết. Hết nằm hay. Lưu bớt, hết là khó lắm hả? Lưu bớt người ta, nhiều người phải suốt đời uống thuốc. Có người bạn á, là có đứa con gái 18 tuổi bị lưu bớt, lúc mà Covid vậy không biết sao bị, mà bác sĩ cho uống thuốc hay uống loại không uống, nhiều lúc đúng
rồi thơ được cầu nguyện quá trời, được chữa lành có nhiều hướng đẹp chụp hình thấy cancer phải không, cái cầu nguyện rồi quá rồi cái biến cái bác sĩ chụp lại cửa xong mất cái cục cancer chữa lành á, ta không tin vào cái mắt của mình bị đó là phép lạ. Thi nè, thơ không biết hả, thơ nhớ không hồi đó bị cái cục cục gì đó bú á, má biết, má là cái người phát hiện đầu tiên á, má nói ơi con sao con có cái cục gì cổ của vậy má, coi lại đúng thiệt. Bắt đầu nó lớn lớn từ từ cũng năm mấy hai năm rồi đó, cái lúc mà Covid là xương bự lắm, nguyên cục hơn cục trứng cút luôn á, có không cái hình đó. Xong rồi cầu nguyện Chúa, nói Chúa ơi chữa lành cho con đi, rồi xích nước phép uống nước thánh á, chưa bao giờ đọc kinh, cầu nguyện quá trời luôn. Sau đó hả, có đuổi nó ra, ra khỏi nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi, cái nó biến rồi. Không có đi bác sĩ luôn. Không, cái nó bể cái mình thạc ra cái nó sệt lét giờ cổ em nè, không mổ không gì mà nó, tại bác sĩ á, nó nếu mà xương bự là mình phải mổ, tại có đi siêu âm rồi. Nè bác sĩ nói siêu âm rồi cũng không có sao, nhưng mà bây giờ nếu mà bự là phải đi thử coi có bị ung thư không, mà phải mổ tại bự nó ghê. Cái Covid đó là nó bự lên, nó đau đến nỗi như ăn uống á mà không được luôn á, cũng như nuốt đau lắm, nuốt miếng uống nước cũng đau vậy, ăn vậy nó lớn. Xong rồi cái sau đó nó cầu nguyện bà, mà cũng cầu nguyện trước đó rồi nhưng mà lúc đó là hết. Nói chuyện cũng ăn hết sạch. Nhìn mẹ hiền yêu ơi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên tóc, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng. Rồi mình về ha. Mình đi về. Thơ giỏ đựng gì nặng quá vậy thơ? Đựng vàng. 12 giờ em hay nóng kính. Nóng kính hồn. À má về uống thuốc ha. Thuốc thì đánh tráng đi ngủ. Xong chưa? Xong rồi. Rồi bây giờ clip đã quá dài. Má nói lẹ luôn. Đúng, má nói quá dài. Má thuộc hết trơn luôn. Xin chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt thầy Kim. Địa chỉ của Phở Hoa Sang Tám sẽ ghi ở dưới sau clip nha các bạn. Hôm nay đi vô Phở Hoa Sang mà quên quay cái địa chỉ. Quên. Thường thường là hay quay địa chỉ. Phở Hoa Sang là nghỉ thứ tư 10 giờ sáng mở cửa. Ồ, nghỉ có ngày thứ tư thôi. Ngày thứ tư. Thường thường là 10 giờ sáng mở cửa, bữa 8, 9 gì mấy, 8 đến, 8 ăn phở mà không có. Oh. 10 giờ, 10 rưỡi hả? 10 rưỡi mở cửa. 10 giờ, à, 10 giờ, 10 giờ là mở. Mình thơm ấp cơm, cây si chị rồi. Má. Bye bye, nè, chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye, tay luôn bye. Và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.